Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 cho biết ghi nhận 3.528 ca mắc COVID-19 tại 41 tỉnh, thành phố. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 1.067 ca. Số ca mắc ngày hôm nay giảm 999 ca so với ngày trước đó. Đây cũng là số ca mắc thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua. Trong khi đó, hôm nay ghi nhận 21.398 bệnh nhân khỏi bệnh, cao gấp 6 lần số mắc. Trong ngày ghi nhận 113 ca tử vong. Sau khi nhiều quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm soát được dịch bệnh, nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều đơn vị quân đội đã bắt đầu rút dần lực lượng sau gần 2 tháng vào đây chi viện, hỗ trợ chống dịch. Mặc dù thời gian ngắn, thế nhưng tình cảm quân với dân như cá với nước đã thể hiện rất cảm động trước giờ phút những người lính chia tay thành phố mang tên Bác. Trong căn bếp chưa đầy 20 mét vuông này, gần 2 tháng qua, bà Nguyễn Thị Súng cùng những người dân xung quanh đã nấu hơn 1.000 suất ăn sáng cho những người lính từ miền Bắc vào miền Nam chống dịch. Với bà Súng, tình cảm quân với dân không chỉ là những bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng mà còn nhiều kỷ niệm khác đong đầy yêu thương. Trời mưa rồi đó, rồi đi vác gạo, rồi đi mua chợ, đi chợ về hỗ trợ, thấy mấy em trời mưa. Có những hình ảnh mà mang tới đây đó, xót xa lắm, nhưng mà chỉ biết quý mến thôi chứ biết làm sao giờ. Chỉ biết thương vậy thôi chứ còn bây giờ trong cái mùa dịch đâu có ai tiếp xúc ai được đâu. Nhưng cô thấy cái màu áo lính cô thấy thương lắm. Nên cô cũng cố gắng tình nguyện cô giúp. Với cháu nhiệt tình lắm, tội đi vào những khu cách ly mà trăng dây hay là các cháu phải vào hết á. Từng gói lương thực, những chiếc khăn rằn được chính người dân thêu tên là tất cả những gì thân thương nhất mà người dân dành cho các chiến sĩ thay lời cảm ơn trong suốt thời gian qua đã giúp nhân dân thành phố. Đây sẽ là những kỷ niệm ấm tình quân dân mà các anh sẽ mang theo khi trở lại đơn vị. Em sắp đi, em rất là nhớ mọi người dân ở đây vì người dân ở đây rất là tốt với tụi em, giúp đỡ tụi em rất là nhiều. Em rất là muốn ở đây thêm để giúp đỡ người dân nhưng mà không được. Em phải quay lại về đơn vị để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nữa. Các đơn vị đã về tăng cường cho thành phố Thủ Đức trong công tác chống dịch. Với trên 1.600 cán bộ chiến sĩ mà tham gia tuần tra đã vận chuyển hơn 300.000 túi an sinh và vận chuyển trên 4.000 tấn lương thực, thực phẩm. Từ như vậy các cái kho trạm về tới tận gia đình của người dân. Khó có thể đong đếm hết công sức của những người lính tuyến đầu chống dịch gần 2 tháng qua. Hình ảnh của họ đã khắc sâu trong tâm trí của người dân thành phố Hồ Chí Minh, từ tiếp tế lương thực đến giúp dân cấp phát thuốc men, bình oxy. Trong đại dịch này, một lần nữa, tình quân dân lại được tôn vinh và chính họ đã cùng nhau làm nên sức mạnh, góp phần chiến thắng dịch bệnh. Thưa quý vị, vào chiều nay, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định. Sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp, gây mưa lớn cho các tỉnh phía Bắc. Trong khi đó, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện cơn bão Kompasu đang tiến vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí tâm bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 160 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, tiếp tục mạnh thêm và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay ngày 10 tháng 10, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4-6 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Mặc dù bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp, tuy nhiên, hoàn lưu của bão sẽ gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. Do đó, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan trong phòng ngừa và ứng phó. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tại cuộc họp khẩn ứng phó với bão và mưa lũ. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hiện các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã thực hiện cấm biển cũng như hoàn thiện kiểm đếm, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hơn 61.000 phương tiện và gần 280.000 lao động đang làm việc trên biển. Các địa phương cũng đã hoàn thành sơ tán khoảng 110.000 hộ dân với hơn 400.000 nhân khẩu tại các khu vực trũng thấp từ Quảng Ninh đến Phú Yên.
Đặc biệt đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng. Trong đó có hơn 3.000 đối tượng F0, F1 tại 3 tỉnh phía Bắc đã được đảm bảo an toàn. Theo báo cáo của các tỉnh, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 10, có hơn 26.000 người lao động từ phía Nam di chuyển dọc theo đường Trường Sơn và quốc lộ 1 để về các tỉnh phía Bắc. Điều này rất nguy hiểm khi mưa bão diễn biến khó lường. Do đó, các lực lượng đã bố trí phương tiện và đưa người dân vào các nhà văn hóa để tránh trú mưa, đồng thời cung cấp các suất ăn. Để đảm bảo an toàn cho bà con hồi hương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu cần phải đảm bảo an toàn lưu thông cho dòng người từ các tỉnh phía Nam, đồng thời thúc đẩy sớm từ 1 đến 2 ngày đối với lưu thông đường bộ, đường sắt để bà con về quê an toàn. Các bộ ngành, các ông chí phải thông báo để làm sao bà con đến cái vùng bão này thì dừng lại, rồi giao cho địa phương, đúng không? Mời bà con về các nhà văn hóa, các trường học sau khi kết thúc về bão di chuyển. Chứ bây giờ trong cái điều kiện mà tiền không còn, lương thực không còn mà gặp bão nữa thì có khi là nguy hiểm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, liên tiếp trong 10 ngày tới khả năng sẽ xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó bão số 8 sẽ là cơn bão mạnh nên dễ kèm theo mưa lũ lớn, gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, gây rủi ro rất cao ở khu vực miền Trung. Với cái cường độ của cơn số 8 báo cáo Bộ trưởng thì trên đỉnh nó có khả năng đạt cường độ rất là mạnh, khoảng cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Còn đi vào sâu bên trong khi nó đi vượt qua cái khu vực đảo Hoàng Sa của chúng ta ấy, thì khả năng nó sẽ giảm cấp 2 đến 3 cấp, bởi vì là báo cáo Bộ trưởng hiện nay với không khí lạnh hôm qua đã tràn xuống và trong mấy ngày tới sẽ liên tục nhưng được tăng cường nhiều. Nên là khi đi vào gặp cái không khí lạnh thì khả năng là cường độ sẽ giảm. Để ứng phó với tổ hợp thời tiết bất thường, các lực lượng, trong đó có quân đội cũng đã sẵn sàng các phương tiện máy bay trực thăng để chi viện ứng cứu khi có tình huống xảy ra tại các khu vực bị chia cắt, cô lập. Đồng thời quân đội cũng sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong việc di chuyển, sơ tán cũng như thu hoạch hoa màu, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão trong những ngày tới. Hiện có trên 40.000 lao động trong ngành dệt may tại thành phố Hồ Chí Minh đã về quê ngay từ đợt đầu thành phố thực hiện giãn cách xã hội cho đến nay. Một khảo sát gần đây cho thấy là khoảng 90% lao động trong ngành này muốn trở lại thành phố để làm việc trong các nhà máy cũ. Để kịp đáp ứng cho các đơn hàng cuối năm nay và đầu năm sau, Hội Dệt May Thêu Đan thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch để đón công nhân quay trở lại làm việc. Công ty Việt Thắng Zin là một trong những doanh nghiệp ngành dệt may đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh khởi động lại sản xuất sau khi thành phố nới lỏng giãn cách. Bằng các giải pháp như cơ cấu lại nhân sự, lao động theo tình hình mới với phương châm thích nghi, đổi mới, sáng tạo và bền vững. Chúng tôi sẽ bỏ tiền bỏ xe đón về, thì đón về đến thành phố Hồ Chí Minh để cho chúng tôi tiêm cái mũi vaccine thứ nhất và thứ hai, và hỗ trợ nếu có được thì hỗ trợ cho chúng tôi tạm trú ở đâu ở đây đó. Bây giờ cũng các cơ sở học hành cũng còn đông, cũng còn chỗ cho chúng tôi, rồi 14 ngày sau chúng tôi sẽ nhận về. Thì cũng chia sẻ với các anh chị là dịch may thành công, được cái tỷ lệ mà đăng ký đi làm lên tới mức là 86%. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một con số nó khá là tốt so với lại các doanh nghiệp khác mà lực lượng lao động chỉ đi khoảng tầm 40-50% mà thôi. Dù doanh nghiệp tạo điều kiện hết sức để họ trở lại sản xuất, thế nhưng vẫn có nhiều lao động chưa yên tâm. Chính vì vậy các doanh nghiệp đã đề xuất với thành phố Hồ Chí Minh chính sách hỗ trợ nhà ở, nhà trọ tập trung cho công nhân, đảm bảo sản xuất an toàn trong điều kiện bình thường mới. Bên cạnh đó, do nguồn tài chính đã cạn kiệt, Hội Dệt May Thêu Đan thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị với chính phủ để có thể tiếp cận nhanh chóng gói hỗ trợ 3.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp không thể tiếp cận được nếu không sớm ban hành một cơ chế đặc biệt cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch. Chúng tôi cũng sẽ là cái kết nối giữa các cái doanh nghiệp cũng như là giữa các cái ngân hàng để tìm kiếm cái nguồn vốn cho các cái doanh nghiệp để thực hiện trong cái công tác phục hồi kinh tế của mình trong cái giai đoạn sắp tới. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 9 tháng năm nay đạt 29 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 4, mức tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi các đơn hàng rất dồi dào. Chính vì thế, ngay lúc này cần thiết phải kéo được người lao động trở lại nhà máy. Đây là điều tiên quyết để nhanh chóng khôi phục sản xuất.